Xin chào các bạn. Hôm nay mình cũng như là mình cũng hâm mộ cảnh nhà quê các bạn ơi, với cảnh chăn nuôi rồi á. Mà mình đi vòng mà mình không biết ở đâu đến. Mình cũng hỏi cái khu vực nuôi vịt đó các bạn. Mình muốn vô thăm trang trại vịt mà tính cách là không phải là khu công nghiệp lớn, khu chăn nuôi lớn mà chăn nuôi theo kiểu tự phát các bạn, tự phát cũng như là nông dân nuôi theo kiểu truyền thống hồi xưa để là cái cách thức là hồi xưa để lại là truyền thống thôi, chứ không có phải là nuôi mà theo cái kiểu hình thức nuôi công nghiệp rộng lớn nha các bạn nha. Bây giờ mình với các bạn vô cảnh thôn quê cũng như mình đi là giải trí mà cũng tham quan tham khảo cái nơi đồng quê người ta nuôi vịt như thế nào các bạn ơi. Bây giờ mình cũng có các bạn vô tham quan cái cảnh nuôi vịt của anh. Mình mới hỏi là anh tên anh Thông. Mình không biết tên họ gì nhưng mà tên là tên Thông nha các bạn nha. Mình cùng các bạn vô trang trại của anh tham quan, mình tham khảo thử như thế nào nha các bạn nha. Rồi đi. Đây đây thôi. Rất là vui. Có vịt nhiều lắm các bạn. Cái chòi của anh đó nè. Nói ra cái chòi anh cũng có điều kiện đủ ở. Cũng làm đơn sơ mà cũng rộng rãi các bạn. Đó, bây giờ phía sau anh đó là có nuôi rất là nhiều vịt. Mình vô tham quan thử thế nào, giờ mình chưa biết cái trại vịt. Vịt rất là nhiều. Nghe nói đây tới mấy ngàn con lận. Quá trời vịt luôn. Hình thức cho ăn cũng đơn giản các bạn ơi. Vịt nhiều lắm. Mình lại cái chỗ mà anh cho ăn kia thử mình coi anh cho ăn cái kiểu gì mà anh kêu sáng ra sáng sớm anh đổ một máng rồi nó ăn cả ngày rồi anh mới về. Ồ vịt quá trời các bạn. Lâu lâu mình đi xuống dùng thôn quê mình tham quan những cái trại vịt. Trại vịt nuôi kiểu truyền thống các bạn. Đây chỗ cái máng này, cái máng anh cho ăn đây các bạn, cái máng kia. Thôi mình đi coi thử anh cho ăn kiểu gì. Đây các bạn. Cái máng này đó. Cái máng anh thức ăn kia, thức ăn nó nằm trong kia, anh đổ trong đây. Anh đổ ra cái trên đây rồi nó chạy xuống từ từ, nó ăn tới đâu nó chạy xuống tới đó. Đây các bạn. Rất là hay. Mà không biết anh đổ cái ngõ nào hay à, không biết nữa. Ở đây mình dỡ lên không được. Rất là hay. Các bạn. Đây. Dài dài ở trong kia rất là nhiều các bạn ơi. Hồi như anh có mấy ngàn con lận. Mấy ngàn con hay mấy chục ngàn con gì á. Dài dài túc vô trong kia các bạn. Trong đó rất là nhiều vịt. Hôm nay mình cùng các bạn đi về miệt vườn tham quan những cái khu mà trại chăn nuôi vịt theo truyền thống các bạn nha. Đó, ở đằng kia cũng có một cái máng nữa. Dài dài á, dài dài lúc này kia. Mình cùng các bạn đi tham quan cái khu vườn của anh. Rồi, rất là nhiều. Nhiều vịt lắm các bạn ơi. Quá trời nhiều luôn. Anh có nuôi mấy con chó để nhiều khi có những người họ vô họ ấy gì đó, họ không, nói chung là sợ bắt vịt thì chó nó sủa biết đường. Đây các bạn. Đây cũng cái máng nữa nè, cái máng cho vịt ăn đây các bạn. Quá trời nhiều, đông quá trời đông luôn. Đây. Cũng đây là một cái máng nữa các bạn. Cái máng cho anh cũng cho vịt ăn ở đây. Đó. Nhiều lắm các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn đi tham quan trại vịt của anh Thông. Nhiều quá trời nhiều.
Bên đó má cũng có mấy cái mương gì, nó làm hồ nước, nó vừa tắm mà vừa uống nước luôn. Quá trời nhiều các bạn ơi. Bên kia cũng một trại vịt nữa. Nói chung là khu vực ở đây là người ta nuôi vịt không các bạn. Vịt nhiều lắm. Đó. Ôi, rất là nhiều. Có lẽ là cũng cỡ mấy mấy ngàn con hay mấy chục ngàn con vậy á, thấy nhiều lắm. Nó dài dài với kia, nó chạy với kia, cả bầy với kia các bạn. Như giờ đó quá trời nhiều luôn. Nói chung mình ở khu vực nơi đô thị thì mình không có cái cảnh mà nuôi dục vịt giống như này các bạn ơi. Mình về đây mình tham quan thử coi cái cảnh nuôi vịt như thế nào. Cách thức cho ăn người ta cũng là đơn giản chứ không phải cầu kỳ các bạn. Như hồi xưa thì người ta đi mua lúa hay là mua thực phẩm các thứ người ta về cho ăn, còn bây giờ thực phẩm thì thực phẩm công nghiệp có sẵn thì người ta cũng đem về người ta đổ vô máng rồi tự ăn, cũng không đến nỗi nào cực khổ. Cái chòi của anh kia các bạn đó, rất là nhiều vịt các bạn, quá trời nhiều luôn. Vịt ảnh cũng trong mùa đẻ các bạn ơi, một ngày nó đẻ ra cũng cỡ mấy ngàn trứng á, mấy mấy chục ngàn trứng vậy đó, quá trời nhiều, nhiều lắm, vịt ảnh quá trời nhiều. Lâu lâu mình cùng các bạn về miệt vườn tham quan cảnh nuôi vịt theo kiểu truyền thống nha các bạn nha. Quá trời nhiều vịt. Rất là vui. Mình thích cái cảnh nuôi vịt theo kiểu thôn quê các bạn. Nhiều lắm. Dài dài với kia. Nói chung là vịt mình mà nuôi nó mình phải rào chứ không nó ăn dữ lắm. Mà ra chỗ nào mà có cây cỏ hay là hoa lá gì trồng là nó ăn hết rồi. Các bạn thấy những cái khu vịt ở là không bao giờ mà có cây cỏ nào mọc được đó, nó ăn ăn tạp lắm các bạn. Nhiều lắm, rất là nhiều. Lâu lâu mình cùng các bạn đi tham quan trại vịt nha các bạn nha. Mình cũng thích cái cảnh trại vịt các bạn, miệt quê miệt vườn rồi mình thích lắm. Rất là nhiều các bạn à. Các bạn ơi, mình cùng các bạn đã tham quan cảnh nuôi vịt đồng quê của những anh nông dân chất phác nha các bạn nha. Mà anh nuôi thì nuôi theo hình thức truyền thống của hồi xưa để lại thôi chứ còn không có cái kiểu mà nuôi công nghiệp hiện đại như bây giờ. Mà khu vực này rất là nhiều người nuôi kiểu cách như thế này các bạn ơi. Đó. Mình đã tham quan hết rồi. Một cái trại anh dài dài xuống tới kia các bạn. Cũng cỡ gần 200 mét á. 200 mét đó là anh để dài dài bốn cái máng luôn, dài dài lúc dưới kia. Anh nuôi rất là nhiều vịt. Mà anh cũng đang thu nhập trứng các bạn. Cuộc sống anh bình dân chất phác, giản dị. Rồi đến đây mình cùng các bạn đã tham quan trại vịt nuôi theo hình thức truyền thống hồi xưa để lại các bạn nha. Rồi đến đây mình tạm biệt các bạn nha. Bye bye.